離婚します。ありがとうございます。ありがとう、お父さん。hôm nay chúng ta ありがとうございます。hôm nay chúng ta sẽ học về cái cuốn Bạn nên cô Fuku Shiori, một cái cuốn về nguyên lý cẩm nang hạnh phúc cho mọi người, thuộc ở trong Hiệp hội Zenri Hojinkai của Nhật Bản. Hôm nay là bài đầu tiên trong chương 2. Chúng ta sẽ học hết từ chương 2 cho đến cuối sách. Sau đấy chúng ta sẽ quay về chương 1 để chúng ta biết được chương 1 sẽ nói điều gì. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Thì bởi vì nó rất là dài cho nên một người đọc nó sẽ rất là ngán. Nên là chúng ta sẽ đọc đọc xong đến lúc nào chúng ta muốn người khác đọc ấy, thì mình sẽ ra dấu hiệu là mình sẽ hay một cái thật to thì người khác tiếp vào ha, người khác bây giờ ví dụ như em sẽ đọc đầu tiên, sau ai muốn đọc thì giơ tay lên. Sau đó đến lúc mà em đang đọc em hay một cái là người khác nhảy vào nhé. Ok. Em ơi, nhưng mà nó nhỏ quá, không thấy Chị được. đi được xíu. Nó hết cỡ rồi chị. Em thấy rất rõ. Thấy rất rõ. À, đúng rồi, em banh lên một... Em Chị sang... ơi chị zoom. Chị Phương ơi chị zoom màn hình của chị lên. Chị Zoom tự lên zoom trên màn hình bức của chị lên, không cần anh luận zoom nữa. chị zoom sao được, chị Không, zoom lên em được zoom được màn hình chứ. của em mà. Dạ. Chị căn Ikimasu. chân cộng mà xem. Chị là vào bằng máy vi tính. Đúng rồi, căn chân cộng mà xem. Chị bấm vào dưới Mà cộng dính. có lên đâu. Thế dùng chuột thử xem, ấn căn chuột cho dùng chuột lăn Không, thử nhưng xem có lên mà được không. không được. Không, cỡ này vừa nè. Ở trong nhóm Zalo cũng có đấy chị. Đấy mà xem ha. Trong Cỡ này Zalo điện thoại. Dạ, kêu phải chứ. nó. Dạ, ikimasu. Ichi. Kyo wa sailyō no ichijitsu. Imam wa muni no koki. Nichi nichi kojitsu. Kyo wa mata tome gutte konai. Kino wa sugisatta kyo de ali. Asu wa chikazuku kyo de aru. Kyo no hoka ni rinsei wa nai. Hito no issho wa kyo no tsuzuki de ある。昨日を悔い、明日を憂える人がある。これは今日の影法師に、びくついている人。今日一日、これは光明に輝き、希望に満ち満ちた。また、亡き良き日である。今日しなければ、いつその日が巡ってこよう。今日を取りに、ガス人は、一生を鳥にガス人である。日の良し悪しというような迷信に関わる人は、気の毒である。宝が、転げ込んでも、今日は日が悪いと、これを見捨てるであろうか、幸いが降りかかっても、今日は幸か、清かと、運勢歴をめぐって、ぼつぼつそれを、はばらいのけるであろうか。
kyo wa iso ni fuzuka tonai sai wai no hi mata suki ga areba donna kiken ga osou kamoshirenai yakubi te aru kuro ni suru ka shiro ni suru ka sore wa onore jishin ni aru kyuse hayami ni aru no de wa nai ai. Thế em đọc cho. どうぞ、ごさん、お願いします。一日は今の一秒の集まりである。今は失う人は一日を失う人、そして一生を棒に振る人。時は金になり、時は金なりという。しかし、金は取り返せる。時は再び来ない。気づいた時、気軽に喜んで去った勝利する。気づくと同時に、こう、行う。これは成功の秘訣。健康の秘宝である。すぼらもの、ぐすどこまでぐすつく人、これはみんな今と取り逃がす人、今夜のごとし、時は A 型くして失いやすい式、宝の山に入れてを虚しくして帰る。ですは熱きうちにこれを打て。気づいたとき、それはそのことを勝利する最高のチャンスである。それを伸ばせば、次第に条件が悪くなる。事情の最も好調に達したとき、その動きが人の脳に伝わって気がつくようになっている。これは気の動きが人の脳を変あこれは気づくとすぐするというこの日常の、しかし絶対な暮らし道の実践によって証明せられる。Chuyển người khác đi nào. Em thấy bài này hay ấy. Em hay một cái đi để hô chuyển người khác ấy. Hay. Đấy. Ai đó vào đọc tiếp đi ạ. Kawarimasho. Em gọi nhá. Ai? Hương Sảng, Lan Hương Sảng. Hả? Hả? Đến đâu rồi? Đài, đài ít can ố đấy em. À, rồi ạ, vâng ạ. Đài càng ngó hát ta ra ca xe ô. Cô rê wa sai chi, à, ai chi đê aru. À tổ đê, kháng kai ta nô wa, tư mà ra nữ nhân kê nô bà ca chi ê. Kì dư y ta ra, kà mi nô kê y bông nô sư kì mà mô nạ kù, gư y tô tsu ka mù. Cô cô ní? Dạ vâng. À, cô cô ní. Cô phúc nô tên chi gà. 待ってる。気がついても、一向、に手を出さず、強情をつばって、怠け心、心配性が思い出して、せっかくのチャンスを取り逃がす。背の中には、宝の山に、張りながら、素手でブラブラ、
生き返す人がどれだけあるであろうか、思い立つ日が最上吉日である。以はい、上です。ありがとうございます。bài này văn nó hơi cổ cổ anh nhỉ. Bây giờ Từ chúng từ. ta vào cái cuốn sách này, bài nào cũng văn cổ nhá. Cả nhà mình Vâng. hay, tức là mình sẽ tiếp sức nhau đọc ấy. Mình đọc có thể một, một, hai, ba câu, sau đó mình hô đến hay một cái thì người khác sẽ đọc nối vào nhá. Chủ Ơ thế động, lúc nãy em mày đọc quá rồi à? ai muốn đọc bao nhiêu thì đọc, nhưng mà chủ động là người khác chủ động raise hand lên để đọc tiếp nhá. Tất cả lay hand lên để sẵn sàng đọc nhé. Tiếp theo, Vâng. xin mời, mời Cam đi, đi Cam. Từ đọc lại ha. Cái ichi kyo wa sairyō no ichitsu. Ima wa mugi no koki. Đọc cả cái phần chữ nhỏ em, tất cả không bỏ chữ nào. Nichi koujitsu. Ok. Yagi 22 page de Không, kyo số trang thì không cần đọc. kiểu wa mata kiểu wa mata to mekutte konai kino wa sugikita kino de ari ashi asu wa 4月今日である。今日の他に人生はない。人の一日、人の一生は、人の一生は今日の続きである。昨日を悔い、明日を憂う人がある。これは昨日の影方影針。星に、影星でしょ。影星に、ぶ、あ、びく、びくいついびくついでいて。る人、びつ、びくち、びくついている人。はいり、はいり。今日、はい。người khác tiếp sức đi.次。Chị Yên Phương đọc đi, chị mời chị Yên Phương. Đến đâu rồi chị không có thấy đường. Đến Làm hết. Kiyo Ichi. À kêu Ichinichi để chị chụp cái hình chị phóng lên. Ở trong có hình ấy chị. Kêu Ichinichi. Kore wa gome ni kagayaki kibou ni michimichita mata Naki yoki hi de, naki yoki hi de, ある気をしなければ、いつその日が巡ってこよう。気を取りに、気を取りに、学す人は一生を取り逃がす人である。日の良し悪しというような迷信に関わる人は気の毒である。宝が転んでも今日は、日が悪いとこれを見捨てるであろうか。わざわいが em bật em sang cái trang mới rồi hả?
Dạ, chưa chị. Phư. Chị đọc ở đây rồi. Waza wai ga Phuri kakate mo. phư. Chị tự bắt tay cái đa sai Phu đi ca cát tề mồ. Kiyo wa kira kichi ka sayo ka to unse leki o めくってぼつぼつそのあそれをぼつぼつそれを、払いのけるであろうか、今日は一緒に二日とない幸いの日、また月があれば、どんな危険が襲うかもしれない薬味である。黒にするか、白にするか。それは、おのれ自身己にある。自身にある。旧世早旧世早見闇。にあるのではない。はい、チ。はい。rồi tiếp theo ありがとうございます。xin mời Toàn. Dạ em xin phép đọc ạ. Ichinchi wa ima no ichibyo no atsumari de aru. Ima o ushinau hito wa ichinchi o ushinau hito. Soshite isho o 棒に振る人。時は金なりという問い。しかし金は取り返せて、取り返せる。時は再び来ない。気づいた時、気軽に喜んでさっと処理する。気づくと同時に行う。これは成功の秘訣、健康の秘宝である。ズボラモノ、ぐずつく人。これは皆今を取りに逃す人。今夜のごとし。はい。お願いします。Tiếp theo. Dạ Rồi em xin mời. phép ạ. Tôi kiểu là em gặp tập trung sang để xin này là sự gì chỉ ta cả là nội yếm mà nhỉ ili ili để để ô mưa nắng sức để cái sự số bộ nên số điều để chưa à chỉ kỳ ở chỉ nhỉ cái này ô ở để web booster 気づいたとき、それはそのことを処理する最高のチャンスである。それを伸ばせば、次第に条件わかるから、わかるくなる。事情の最も好調に達したとき、その動きが人の脳に伝わってきず、気がつけようになっている。それは気づくとする、すぐすするという本の一条のしかし絶対は
生活道の実践によって証明せられる第一感を働かせよう。これは H である。後で考えたのは、つまらぬ人間のバカ知恵、気がついたら、髪の毛一本の隙間もなく、ぐいっとつかむ。ここに幸福の天地が待っている。気がついても一向に手を出さず、剛情を縛って、怠け心、心配性が思を出して、せっかくのチャンスを取り逃がす天の中には、宝の山に入りながら、筆でぶらぶら引き返す人がどれだけあるであろう、あろうか、思い立つ日が、再造吉日である。ははい。い、ありがとうございます、みずさん。はい、もう一回一から。はい、どうぞ。はい、お気をつけて、尊敬の方が、ビップ。Em đọc cho. Bon chen thì dạ em xin phép ạ. Còn thì Ít như vậy. ít chi chi kêu à sai rio no ít chi chi ima wa muni no koiki nichinichi koujitsu kyou wa mata tome gutte konai kinou wa sugi kitta kyou である明日は違う、え、近ぐ、え、ち、ち、近づく今日である。今日の他に人生はない。人の一生は今日の続きである。昨日を悔い、明日を売れ得る人がある。これは今日の影星に びっくついている人。今日いちいちこれは光明にか輝き、希望に満ち満ちた。またな、清き日である。今日しなければ、いつその日が巡って来よう。今日を取り逃がす人は、一生を取り出す人である。日をよしめしといような迷信に関わる人は気の毒である。宝が転んでも今日は日が悪いと、これを見捨てるであろうか。はい、あ、はいから。みんなわかるよな。はい。わざわいが、だってじゃん。わざわいが、ふりかく、かっても、今日は、幸か、器用か、と、運勢歴をめぐって、ぼつぼつそれを、払いのけるであろうか。
昨日は一緒に二日とない幸いの日、また好きがあればどんな危険が襲うかもしれない薬味である。黒にするか白にするか、それは己自身にある。救世早みにあるのではない。一日は今の一秒の集まりである。今を失う人は一日を失う人。そして一生を棒に振る人。時は金なりという。しかし、金は取り返せる。時は再び来ない。気づいた時、気が狂うに喜んでさっと勝利する。気づくと同時に行う。これは成功の秘訣、健康の秘宝である。ズバラモノ、クズツヒト。これはみんな今を取りに逃す人。強引者のごとし、時は映画託してうなし、失いやすしき、宝の山に入りてをむなしくして帰る。少法年少去。はい。次、từ chỗ này. で、エンダブじゃ。はい、しまい。鉄は熱きうちにこれを打って気づいたとき、それはそのことを処理する最高のチャンスである。それを伸ばせば、時代に、条件が悪くなる。子女の最も好調に達したとき、その動きが人の脳に伝わって気がつくようになっている。これは気づくとすぐするという、ほんの一以上の、しかし絶対な暮らし道の実践によって証明させられる。あ、あ、で、大丈夫、サウンドアップないぞ。Tiếp đi, tiếp đi. Hãy đọc tiếp không ạ? Tiếp đi. Ok. Tiếp đi, tiếp đi càng. Hãy đại一時間 を働かせよう。これは英知である。後で考えたのはつまらぬ人間のバカ知恵。気がついたら、髪の毛一本の隙間もなく、ぐいっとつかむ。のこに、ここに甲府の天地が、ま、違ま、返あ、事がここ待ってに、いる。甲府のが待ってる。気がついても、一向に手を出さず、強情を突っ張って、怠け心、心配性が顔を
出して、せっかくのチャンスを取りに出す。生の中には、宝の山に入りながら、素手でぶらぶら引き返す人が、どれだけあるであろうか、思い立つ日が最初吉日である。以上です。はい、読んでください。OK, thank you, thank you. なんじゃん。tiếp tục luôn được không ạ? Hả? Tiếp tục luôn hay là như thế nào? Sẽ đọc tiếp một lượt nữa đi. Hôm nay chỉ có Dạ, đọc thôi. Dạ, vâng. Vậy em xin phép đọc ạ. Ichi kyo wa saireo no ichijitsu ima wa mene no hoki nichi nichi kojitsu kyo wa mata to megutte koi onai kyo kino wa 過ぎ去った今日であり、朝は近づく今日である。今日の他に人生はない。人の一生は今日の続きである。昨日を悔い、明日を憂える人がある。俺は今日の影星にびっくりしている人。今日一日、これは透明に輝き、希望に満ち満ちた。またなき良き日である。今日しなければ、一その日が巡ってこうよ。今日を取り逃がす人は、一層を取りに逃がすする人である。日の良し悪しというような名詞に関わる人は、清らくある。宝が転げ込んでも、今日は日が悪いと、これを見捨てるであるだろう、あるろうか。災いが降りかかっても、今日は吉が凶かと、運勢歴をめぐって、ぼちぼちそれを払いのけあるだ、あるろ、あろうか。今日は一緒に二日とない幸いの日。また月があれ、あればどんな危険が襲うかもしれない薬味である。黒にするか、白にするか。それは、己自身にある。流星早見にあるのではない。一日は、今の一秒の集まりである。今を失う人は一日失う人。そして一生に棒に振る人。時は金なりという。しかし金は振り返る時は再び来い。はい。Tiếp tục.Tiếp tục từ từ Kizui Tatoki. Hey, Kizui. どこだっけ? Chỗ này chị. Kizui Tatoki. Kigaru ni yorokonde satto sori suru. Kizuku to douji ni okonau.これは成功の秘訣、健康の秘宝である。ズボラもの愚ずつく人。これはみんな今を取り逃がす人。今夜の
ごとし、時は、映画、託して、失いやすし、四季、宝の山に、入りてってを、虚しくして、帰る。少年少女。鉄は熱きうちにこれを打ってウェブスタ、気づいたとき、それはそのことを勝利する最高のチャンスである。それを伸ばせば次第にそう条件が悪くなる。事情の持つと、もう、好調に立ちしたとき、その動きが人の脳に伝わって気がつくようになっている。これは、ちょっと待って。これは気づくとすぐするという本の日常の、しかし、絶対な暮らし日の実践によって証明せられる。Em đọc tiếp với chị Huyết. はい。Arigato. Hai. Dai i e dai tsukan o hatarakaseyo. これは H である。後で考えたのはつまらぬ人間のロバ。ロバかジエチュチュチームのテーマにあれだこさえどうもね。ZA ね。ジエうん、ZA。ランドテーマのほう chi tuệ đấy, chi tuệ đấy, nhưng mà đọc ZA. ねえ、はい。ありがとうございます。気がついた地。髪の毛、一本の隙間もなく、ぐいとつかむ。ここに幸福の天地が待っている。気がついて、ついても、一向に手を出さず、ごぞをつっぱって、怠け心、心配性が顔を出して、せっかくのチャンスを取りに逃がす。世の中には宝の山に入りながら、素手でぶらぶら引き返す人がどれだけあるであろうか、思う立つ日が最上吉日である。すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんな拍手。いや。
Cuốn sách này nó từ vựng nó rất là nhiều những từ cổ với lại các cấu trúc khá là khó. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mà học được hết cái cuốn sách này ấy, là chúng ta ở một cái trình level rất cao và đọc được nó suôn sẻ như kiểu của Lan Hương là cũng là rất là đỉnh cao đấy. Rồi sau đấy thì chúng ta hiểu được các cụm từ nghĩa và dịch được nó nữa thì phải nói là sau này chúng ta đọc bất kỳ một cuốn sách nào, kể cả cuốn sách của Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời phiên bản tiếng Nhật hay là các cái sách khác mà bằng tiếng Nhật nữa, là chúng ta đi vào hết đấy. Lan Hương gửi từ vựng lên nhóm web đi Lan Hương. Rồi, ok, biết ơn cả nhà. Biết ơn Lan Hương. À, em gửi lên rồi chị ơi. Mà có Nhóm hai nhóm web là em chẳng biết là nhóm nào, hình như hôm nay lại gửi nhầm nào nhóm nhỉ? khác. Em gửi gửi lên trang ấy, gửi lên trang Zalo. Lên trang ở đây Zalo thì để em bắn vào Zalo lên trang để cho nhiều người, người ta còn không cứ gì những người ngồi đây mà những người khác người luôn. ta nhìn vào ấy, người ta thấy, để người ta thấy sự hấp dẫn thì người ta chia sẻ hoặc người ta like, người ta vào người ta học ấy. Thì Dạ. hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Bài nó sẽ dài cho nên là chúng ta học sẽ học đến bao giờ hết một bài thì thôi. Mỗi hôm chúng ta học là 45 phút đến 1 tiếng, nhưng cứ hết giờ thì chúng ta nghỉ để hôm sau chúng ta lấy tiếp tiếp ha. Bây giờ thì Yeah, biết ơn cả nhà đã cùng đồng hành và tiếng Nhật hôm nay. Xin chào dạ, và hẹn gặp lại cả biết nhà ơn mình. anh Luận. Hi, Biết ơn arigato. chị Phương, Cam, Toàn, Thu, Phương. Biết Chúc mọi ơn người ngủ ngon. biết ơn Em Lan phải đi cho Hương con đã ngủ đây. dịch, Dạ. biết ơn cả nhà mình nhé. Thì cả nhà mình Bye xem bye. cả nhà mình xem từ vựng và các cái cụm từ nó ý nghĩa lắm, mỗi một cái cụm từ ấy nó hay lắm. Thì ok, thì chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai nhé. Bây giờ Luận đi vào lớp khai giảng lớp khóa AI đây. Xịn Bye thế anh. bye. Rồi, chào cả Bye nhà, bye bye. bye cả nhà.